Thường xin chào tất cả các anh chị và các bạn nhé. Thì ngày hôm nay Thường sẽ review đến cho anh em ta, đó là bộ mẫu chống đứng này. Đây là mẫu chống đứng được sản xuất tại Việt Nam luôn nhé, hàng Việt Nam nhé cả nhà. Thì đây là bộ mẫu chống đứng được sản xuất riêng biệt luôn. So với những cái mẫu trên thị trường thì anh em ta mình dùng chung cho nhiều xe thì nó sẽ có một số hạn chế về gù điểm và cái độ nghiêng của cái chống đứng á. Thì đây là cái bộ chống sản xuất cho bốn cái dòng xe đặc trưng, đó là MT15 và cái dòng XSR155 này, R15V3 và TFX nha các anh em. Đó thì bốn cái mẫu xe đó thì anh em ta mình dùng chung cho cái loại này, loại được sản xuất theo cái quy cách của xe. Thì về cái đặc trưng của cái mẫu đây thì anh em ta mình thấy nó là dạng như một hình tam giác, nhưng mà tam giác căng cả nhà. À, trọng điểm nó sẽ ở chính giữa trong đứng chúng ta, và cái đây là cái gù rung cao su nhé. Đó thì khi mình em ta mình dựng chống đứng lên và mình bật lên á, thì nó sẽ hạn chế được cái va chạm giữa cái đây là cái kim loại với cái gầm mé của chúng ta, cũng là kim loại luôn, hay là cao su, thì nó giảm chắn và nó giảm kêu, tiếng phát ra tiếng kêu nó nghe nó không được hay lắm. Rồi và cái đặc trưng thứ hai nữa đối với cái mẫu sản xuất ở trong nước cả nhà, thì cái đây là cái lò xo rất là dày và rất là cứng. À, lò xo của xe Yamaha đó. Thì anh em ta một phần lưu ý nữa đối với cái dòng đây được sản xuất trong nước, thì bên Thường đã có sản xuất riêng cho anh em ta đây bốn cái dòng xe MT15 và XSR155. Thì anh em ta mình sẽ dùng cái đây gọi là cái nút để anh em ta mình làm cái mối nối lò xo với xe. Đây là tiết diện của xe, anh em ta mình sẽ cái mối đây là cái khuy móc ở trên đó, và đây là cái điểm back off chết vô chỗ cái sườn bên máy, chỗ anh em ta mình đúc cái cốt inox. À, cốt đây là cốt đặc nha, cốt đặc kim loại cho anh em ta đây, và cái đây thì anh em ta mình sẽ móc khóa vô như thế này đó. Ở đây đây ha, cái con ốc này nè, nhớ nha, con ốc chỗ này mình sẽ bắt nó lên, và cái chỗ này nè thì mình móc móc cái móc này vô đó. Rồi, được. Rồi xỏ cái này qua. Cốt của mình là xài là cốt đặc nha anh em, là dài nè, mình lấy một cây thật là dài đó, mình lấy lực nè, móc vô đây. Cực kỳ easy luôn đây đó, chống bật cực kỳ nhẹ nhàng ha. Đó đây, như thế này thì nó đảm bảo an toàn và rất là chắc chắn cho anh em ta. Nó khi anh em ta mình di chuyển nhiều, mình chạy nhiều, nó sẽ không bị rơi mất lò xo. Đối với những cái mẫu mà Thái Lan đồ thì nhiều anh em ta mình sẽ phải khoan vô cái chỗ cái lốc máy để bắt một cái ốc dài ra để làm cái đòn gánh, cái đây là cái đòn gánh của cái lò xo trên đó nha. Đó thì anh em ta mình khi mà mình nhận hàng á, thì bình thường sẽ đóng gói đầy đủ cho anh em ta. Đây đệm cao su hả, một đệm cao su bắt vô chỗ đây này, có lỗ khoan sẵn cho anh em ta luôn này. Thứ hai là lò xo đen cứng cáp và nó không bị gỉ sét cả nhà. Đó thì nó không bị gỉ sét thì nó sẽ đồng bộ với cái mẫu chống đứng ta cũng là màu đen đây. À, nhìn đồng bộ thì nó sẽ đẹp hơn. Và thứ ba đó là cái móc cho anh em ta nha, sản xuất riêng biệt cho anh em ta, không cần phải độ chế nữa. Và có cái ốc tán đây, ốc tán này thì ở tiệm xe rất là nhiều, bỏ trong nhà anh em ta luôn, đỡ khỏi mất công phải ra tiệm nữa. Rồi và cái cốt đó là cốt đặc nha. Đây có cái khuy cài, khi mình anh ta mình lắp vô đó, mình chỉ cài khuy lại nhé. Đây cốt đầu này, cốt đặc của anh em ta nó sẽ bền và không bao giờ nó bị cong mép mói, thì nó sẽ chịu đựng được. Nó là một cái trục xoay anh em, trục xoay thì nó phải là cái cốt đặc để không bị móp thì nó sẽ bị cái trọng lượng của xe nó sẽ bị không đồng bộ nhé. Rồi đó, đây là cái sản xuất lô trong nước cho anh em ta nhé,
hàng dành riêng cho bốn cái dòng xe thường vừa giới thiệu ở trên, đó là MT15, XSR155, R15V3 và TFX nha. Rồi ok, thì hôm nào thường sẽ review kỹ hơn một số vài món đồ chơi cho anh em ta. Đó, cái đây là cái mặt trên nha, đây nó để lắp sẵn cho anh em ta cái gù rung, à gù chống rung ha. Rồi thì rất là chắc chắn luôn cho anh em ta, lắp không có độ chế gì cả nhà. Rồi thường xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em ta ở những video chia sẻ tiếp theo nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha.